Chào thầy cô và tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trồng Doan, sinh viên khóa 1 của trường đại học EDX lớp K1 Happy và mã số của mình là COV019HP08. Sau đây cũng là buổi review lại kiến thức mà mình đã học được ở trong bộ môn hành vi người tiêu dùng. Và kiến thức ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho các bạn, nó đã được hệ thống hóa thêm một cái sơ đồ này. Và bây giờ mình sẽ giải thích sơ đồ này để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn nhé. Nghĩa là thay vì mình nói thì mình sẽ vừa kết hợp nói và dùng hình ảnh để các bạn có thể hình dung rõ hơn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu mọi người, đây chính là cái sơ đồ nói về hành trình trải nghiệm của khách hàng. Đấy, các bạn có thể hình dung là như vậy. Vậy thì cái hành trình trải nghiệm đó nó sẽ bắt nguồn từ đâu? Nó sẽ bắt đầu từ khi nó còn là những nguyên vật liệu chưa gia công. Đấy, nghĩa là bắt đầu từ quá trình bán hàng này. Đấy, đến quá trình mua hàng. Đấy, sản phẩm nó sẽ chạy từ bán hàng đến mua hàng. Và mua hàng ở đây sẽ bao gồm có hai mẫu khách. Đầu tiên đó chính là khách hàng thôi. Đấy, nghĩa là khách hàng mà có thể là người trả tiền, cũng có thể là người sử dụng cái sản phẩm đó. Giống như là bạn đi mua giày hộ bạn bè của bạn chẳng hạn, thì bạn ở đây, bạn là khách hàng. Đấy, vậy nhưng còn người sử dụng sản phẩm đó thì sẽ được gọi là người tiêu dùng. Đấy, các bạn có thể hình dung là như vậy. Vậy thì tại sao cái quá trình sản phẩm di chuyển từ khi bán hàng đến mua hàng nó lại là một cái hình lượn sóng lên lên xuống xuống như thế này? Đấy, thì đó chính là trải nghiệm cảm xúc thất thường của khách hàng. Nghĩa là bởi vì các bạn có thể hình dung là trong quá trình bán hàng á, chúng ta không thể nào, không phải là lúc nào chúng ta cũng sẽ giữ được tâm trạng của khách hàng vui vẻ. Đấy, mà thay vào đó tâm trạng của khách hàng nó sẽ lên lên xuống xuống, nó tùy thuộc vào rất rất nhiều yếu tố, và cái quá trình này nó sẽ bị tác động bởi con người của chúng ta, bởi vì nó sẽ có các điểm chạm mà trong mỗi cái giai đoạn di chuyển sản phẩm từ quá trình bán hàng đến mua hàng, nó sẽ có rất nhiều điểm chạm tác động vào dòng cảm xúc đó. Mình có thể lấy một ví dụ giống như là hàng hóa có thể đang là di chuyển chẳng hạn, nó không gặp lỗi gì, nhưng mà bởi vì con người của chúng ta là sống thiên về cảm xúc đấy, cho nên là mình, giả sử hôm đó nhỡ may mình gặp một chuyện gì nó không vui đấy, nó cũng sẽ tác động lên cái tâm trạng của mình. Và dù sản phẩm đó cộng thêm sản phẩm đó còn trên quãng đường di chuyển ấy, chưa đến tay của mình đấy, thì mình bình thường nếu mà mình vui vẻ mình thấy ồ trễ 1-2 ngày thôi cũng không sao, nhưng mà lại gặp vào đúng cái lúc mà mình đang buồn. Thế là dù có trễ khoảng tầm một lúc thôi, hay là bỗng dưng là anh shipper bỗng dưng gọi mình đến và kêu mình phải chạy xuống nhận hàng chứ anh ấy không ra tận nơi đấy, nhưng cái thứ đó cũng sẽ khiến cho cái cảm xúc của mình đang từ vui bỗng dưng buồn nó lên lên xuống xuống một cách rất là thất thường đấy. Nhưng mà chính cái trải nghiệm vụ sướng sợ sướng này đấy, nó mới tạo cho chúng ta có cái gì đó nó rất là thú vị và đặc biệt. Bởi vì sướng quá cũng không được, mà buồn quá cũng không được, đúng không nào? Đấy, chúng ta cần phải có sự sướng sợ sướng thì lúc đó nó mới có cái gì đó nó gọi là kích thích cái cảm xúc của chúng ta, nó mới đem đến cho chúng ta có nhiều trải nghiệm, có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau hơn. Đấy, thì trong cái quá trình lên lên xuống xuống này, chúng ta sẽ bị tác động bởi con người. Đấy. Và khi mà con người của chúng ta mà muốn được hạnh phúc, muốn được sướng á, thì lúc đó là chúng ta phải là người nhận được cái giá trị. Đấy, nghĩa là chúng ta phải cảm nhận được cái giá trị ở cái sản phẩm hay là cái câu chuyện mà cái sản phẩm mà chúng ta mua. Đấy. Và đối với những giá trị này thì chúng ta lấy gì, con người của chúng ta lấy gì để cảm nhận những cái giá trị này? Đó chính là ngũ quan. Ngũ quan có thể là mắt, mũi, mồm, miệng, tay, chân. Đấy, nó sẽ liên quan đến ngũ quan của bạn. Giống như là bao bì sản phẩm rất đẹp là mình dùng mắt để nhìn, đúng không? Và lúc đó cái đẹp đó cũng là một dạng giá trị. Và khi các bạn mua được một cái gói bánh đẹp hay mua được một bộ quần áo đẹp, các bạn sẽ rất là hạnh phúc, đúng không nào? Đấy, hay là còn giống như là chúng ta ngửi chẳng hạn, các bạn đi ăn bún chẳng hạn, đúng không? Các bạn đi ăn bún, ăn phở, một bát bún rất là thơm, rất là ngon. Đấy, thì lúc đó những cái bát bún thơm ngon đấy chính là cái giá trị
chính là cái giá trị mà bạn cảm nhận được ở trong cái bát bún đó. Và một bát bún thơm ngon như vậy ấy, nó vừa tác động lên cả cái thị giác của bạn, vừa tác động lên thính giác của bạn đấy, nó khiến cho các bạn có một trải nghiệm rất là vui. Tôi đã hôm nay tôi đã ăn được một bát bún không những đẹp mắt về mặt hình thức mà nó còn có một hương vị rất là thơm đấy, nó có một mùi hương rất là thơm, và lần sau chắc chắn tôi sẽ ghé lại cái quán này. Và nếu mà dựa và trước và đứng trước ngũ quan á, thì nó sẽ là WeWeb, nghĩa là chúng ta để có thể kích thích được năm ngũ quan này, nó sẽ liên quan đến WeWeb, nghĩa là sáu con người ở trong một con người của chúng ta. We đầu tiên đó chính là trí tuệ, wisdom. E, emotion. We thứ kép tiếp theo nó sẽ là willpower, ý chí. E tiếp theo đó chính là ethics, đạo đức. B này nó sẽ là body, sức khỏe. S này nó sẽ là sao, tâm hồn. Đấy. Và 6 con người này đã được mình nhấn mạnh ở trong những cái video trước rồi. Đấy, nghĩa là các bạn nghĩa là theo như bọn mình học và theo như bọn mình cảm nhận được thì một cái thể xác của chúng ta sẽ có tất cả là 6 con người, cũng như là các bạn có thể hình dung đấy là 6 con người cũng như là 6 yếu tố chẳng hạn. Đấy, 6 yếu tố này nó sẽ là thứ để có thể tạo nên con người của chúng ta. Đấy. Và đối với cả cái hành trình trải nghiệm của khách hàng như thế này này. Đấy. Để nếu như mà bất kỳ một doanh nghiệp nào họ biết nghiên cứu về cái hành trình trải nghiệm của khách hàng và họ lập ra được một hồ sơ, một cái hệ thống về hành trình trải nghiệm của khách hàng á, nghĩa là họ biết được rằng đối với mặt hàng này, đối với khách hàng này, đối tượng mà họ nhắm đến là ai này, và trong quá trình, các bạn hình dung là trong quá trình bán hàng này đấy, họ biết nên chạm vào điểm nào, nên tác động vào những cái nào để cho khách hàng cảm nhận được là khách hàng có một cái trải nghiệm hạnh phúc, trải nghiệm happy khi mà họ đón nhận sự cái sản phẩm đó. Và con người của chúng ta thường bị tác động bởi ba yếu tố đó chính là danh, lợi, tình. Đấy, nghĩa là khi mà các bạn, nghĩa là đối với mình lấy ví dụ như một sản phẩm giống như là các bạn mua bánh trung thu chẳng hạn. Thông thường bánh trung thu thì đối với một số cơ sở, một số đơn vị á, đấy, họ chỉ làm đơn thuần chỉ là cái bánh trung thu mang tính chất là cổ truyền thôi. Đấy, một bánh trung thu đó chính là nhân thập cẩm hay là nhân đậu xanh chẳng hạn. Đấy, nhưng mặc dù đấy là những cái bánh cổ truyền đấy, nhưng mà con người của chúng ta thường muốn có cái gì đó nó đặc biệt hơn. Họ muốn có một cái trải nghiệm gì đó đặc biệt hơn, nên là mới bắt đầu xuất hiện bánh có vị matcha đấy, bánh có vị trứng muối đấy, và nó xuất hiện thêm một số những loại hương vị khác nữa. Chưa dừng ở đó, các nhà sản xuất nắm bắt được yếu tố của khách hàng ấy, khách hàng thích những thứ đặc biệt và thích những thứ độc đáo hơn đấy, lại đánh tiếp vào cái phần danh, đó chính là cái nguyên liệu mà để tạo nên cái sản phẩm đó, giống như là bánh trung thu vị matcha chẳng hạn. Cái matcha ở đây sẽ là chè một đinh, nghĩa là bình thường chè thông thường mà chúng ta hái ấy, nó sẽ là có từ 2 đến 3 đinh, 2 đến 3 nhánh đấy. Nhưng mà bởi vì cái chè, bởi vì người ta muốn nâng tầm cái bánh trung thu này lên, người ta không muốn xếp bánh trung thu matcha này với cả những cái bánh trung thu bình thường khác đấy. Thì họ bắt đầu đưa cái câu chuyện, đưa những thứ đặc biệt vào trong cái bánh đó. Đó chính là bánh này được trồng từ được lấy từ matcha này, chỉ được lấy từ những lá trà một đinh này, và được trồng trên núi cao bao nhiêu mét này, ở nơi đó là cách xa thành phố nên là sẽ không bị khói bụi ô nhiễm, nói chung là trà sạch đấy, các bạn có thể hình dung là như vậy. Ngoài ra về sau nữa, khi mà nắm bắt được yếu tố của khách hàng nữa, nghĩa là theo sự phát triển của xã hội ấy, khách hàng bây giờ là ngoài việc ăn ngon, họ còn muốn là cái về mặt hình thức, cái sản phẩm, cái đồ ăn mà họ ăn vào là phải đẹp nữa. Thì đây bắt đầu xuất hiện đóng gói bao bì, đúng không nào? Bao bì này giả sử chúng marketing lên chẳng hạn, thì sẽ là để thiết kế được bao bì này, doanh nghiệp đã phải trả một số tiền rất là lớn đấy. Nhưng mà họ lại đưa câu chuyện vào. Và khi bạn là một khách hàng, bạn mua được một cái bánh có giá trị như vậy, một cái bánh đặc biệt như vậy, mà giả sử các bạn đem để trưng, các bạn mua về các bạn để trưng bày chẳng hạn đấy, nghĩa là thì có phải là tăng thêm cái danh tiếng cho các bạn không? Bởi vì bánh này không phải ai cũng mua được, bánh này là hàng limited, bánh này chỉ có giới lượng số hạn
Giới hạn số lượng bao nhiêu cái thôi, và bạn có đấy, nghĩa là nhà sản xuất bên bán hàng họ đang đánh vào cái yếu tố tâm lý, đó chính là danh, mưu cầu danh lợi của con người. Còn nếu không thì bạn mang cái bánh này bạn đem đi tặng người khác cũng chẳng hạn, đấy bạn cũng sẽ có lại được là cái danh tiếng là ôi người này thật là giỏi, cái bánh này đặc biệt thế mà cũng mua được đấy, đúng không nào? Tiếp theo, và để nâng và vẫn là câu chuyện để nâng tầm trải nghiệm của khách hàng. Mình lấy thêm một ví dụ, nó giống như là thịt bò Kobe, các bạn thấy nó rất là đắt lắm phải không? Đấy, nghĩa là ngoài về mặt chất lượng thì cũng như chăm sóc ra, có một cái điểm nữa người ta đánh đánh vào khiến cho chúng ta cảm giác tin tưởng về chất lượng thịt bò Kobe hơn, đó chính là việc ở bên trang trại nuôi á, họ bảo là mỗi ngày họ sẽ mở nhạc cho bò Kobe nghe. Đấy, thì mặc dù có tác động thật, nhưng mà nếu giả sử mình giả sử nếu như bò Kobe đơn thuần, nó chỉ là đơn thuần, nó không có cái câu chuyện cho nhạc này, cho bò nghe nhạc, thì các bạn thấy là thịt bò nó cũng chỉ bình thường thôi đúng không? Nhưng mà thêm một cái yếu tố đó như là chăm sóc trong quá trình nuôi và chăm sóc đấy, thì họ đưa nhạc vào để bò Kobe luôn giữ một cái tinh thần thoải mái, nghĩa là giống như là một con bò luôn có tinh thần thoải mái thì cái sức khỏe và cái chất lượng thịt của nó cao hơn đấy, nghĩa là bên bán hàng họ đang đánh mạnh vào những yếu tố đó, và đấy cũng được coi là một trong số những cái điểm chạm của sản phẩm. Và nếu bạn là một nhà bán hàng đấy, bạn cần phải biết là khách hàng muốn gì, khách hàng cần gì, và đâu là cái yếu tố nhạy cảm nhất của khách hàng để các bạn có thể chạm vào. Giống như ở trong video trước mình đã chia sẻ cho các bạn, đại đa phần con người của chúng ta bị tác động bởi cảm xúc rất là lớn đấy, và con người của chúng ta thường hay đi theo thiên hướng cảm xúc nhiều hơn đấy. Cho nên là khi mà chúng ta bán hàng, chúng ta nên đánh mạnh vào cái cảm xúc của khách hàng. Đấy chính là lý do vì sao mà khi mà thị mà gần đây là dịch vụ chăm sóc khách hàng đấy, thay ngày xưa là các doanh nghiệp họ mang tính chất là khá là độc quyền đấy, đấy. Cho nên là họ không suy nghĩ gì đến cái phần là dịch vụ chăm sóc khách hàng hết. Nhưng ngày nay nơi nào cũng ở cái sản phẩm độc quyền cái là rất là ít đấy, gần như chỗ nào cũng có, giá cả thì cũng chênh lệch không đáng là bao nhiêu, gần như là không có sự chênh lệch luôn. Cho nên là vậy thì cái mà họ đánh mạnh ở đây là gì? Đó chính là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng, họ đánh mạnh vào cái trải nghiệm của khách hàng, họ muốn mang đến cho khách hàng một cái trải nghiệm happy hơn khi mà đến với cả doanh nghiệp của họ đấy. Và từ từ đó đấy, từ đó thay vì giảm giá tăng giá, thay vì cạnh tranh về cái gì khác, thì bây giờ họ sẽ cạnh tranh mạnh về cái mặt dịch vụ chăm sóc khách hàng. Và nếu là một bên dịch vụ chăm sóc khách hàng thì bạn cần phải hiểu được cái hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ lúc bắt đầu họ đặt cái sản phẩm đó cho đến khi cái sản phẩm đó đến tay của mình đấy. Cái hành trình đó đâu là những cái điểm tích cực, đâu là những điểm tiêu cực, để từ đó các bạn biết đánh tâm lý vào khách hàng để làm sao cho khi mà khách hàng chờ đợi cái sản phẩm đó mà khách hàng vẫn cảm giác happy, và khách hàng cảm nhận được rằng là cái khoảng thời gian mà họ chờ đợi sản phẩm này là xứng đáng. Đấy, và đó là những gì mà mình muốn truyền truyền tải ở trong video, cũng như là thông qua cái solo này mình muốn gửi tới cho tất cả các bạn. Và nếu như bạn nào muốn trở thành một chuyên viên bán hàng giỏi đấy, muốn trở thành một doanh nhân có thật nhiều tiền, thì mình nghĩ là các bạn cần phải có một cái sự nghiên cứu sâu sắc về hành trình trải nghiệm của khách hàng đấy. Bởi vì khi gớm các bạn hình dung là khi các bạn thấu hiểu được khách hàng đấy, thì các bạn sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của họ, biết biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có thể là câu nói để áp dụng vào trong cái sơ đồ này. Và cuối cùng video này của mình đến đây cũng coi như là có thể kết thúc được rồi, thì cảm ơn thầy cô và tất cả các bạn đã lắng nghe video của mình nhé.